Cái tiêu đề thì nghe hơi giật tít một tí xíu, nhưng mà đây là một video rất đáng quan tâm nha các bạn. Những bạn nào đang vay vốn á, hoặc là vay tiêu dùng, vay tín dụng gì đó, nói chung là bạn đi vay thì bạn phải lưu ý cho mình. Bởi vì sao? Có rất là nhiều bạn đã comment nói với mình là các bạn đi vay ở FE Credit nè, HD Session nè, Home Credit nè, hay là bất kỳ một cái tổ chức tín dụng ngân hàng nào đó, thậm chí là VB Bank hay là TB Bank gì đi chăng nữa, thì các bạn đều có đóng một cái khoản phí, đó là phí bảo hiểm của người vay tín dụng. Và các bạn nói là nếu mà tôi không trả được nợ á thì bảo hiểm sẽ trả nợ thay. Sai lầm rồi các bạn, không có chuyện đó đâu các bạn, không có chuyện mà nó trả thay cho các bạn khi mà các bạn không có khả năng trả nợ đâu. Các bạn chỉ giỏi mượn tiền rồi lấy tiền nhanh thôi, chứ các bạn không quan tâm gì đến câu chuyện hợp đồng bảo hiểm như thế nào á. Mà đây là một cái sai của các bạn nè. Cái sai này mình đã liệt kê trong video ở trên rồi đó. Thì các bạn á phải lưu ý, ngày hôm nay á, mình sẽ dành thời gian này để review một cái hợp đồng, gọi là hợp đồng bảo hiểm người vay tín dụng ở trên một cái tổ chức, đó là FE Credit, vay tiêu dùng tín chấp. Thì mình sẽ review cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về cái hợp đồng này, để mà khi mà các bạn vay các bạn nhớ là mình xem có phù hợp với hợp đồng này hay không rồi mình mới ký nha các bạn. Đầu tiên nè, về đối tượng bảo hiểm á, thì nó có quy định là cái người mà được tham gia bảo hiểm này là phải từ đủ 20 tuổi đến dưới 65 tuổi nha các bạn. Người bảo hiểm là chủ thẻ tín dụng tại VB Bank, VBB là VB Bank đó các bạn, và đồng ý mua bảo hiểm của người vay tín dụng. Và đây nè, nó có ghi là bảo hiểm này là VAS nè các bạn. VAS không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho các đối tượng sau nếu tại thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm là bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh có sẵn, bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên. Các bạn lưu ý, đâu phải lúc nào các bạn cũng sẽ được bảo hiểm trả tiền đâu. Nó sẽ có những cái trường hợp loại trừ trách nhiệm. Đó là những cái trường hợp đầu tiên, là khi mà các bạn bị mắc bệnh tâm thần hoặc là bị liệt hoặc bị phế, tàn phế các kiểu mà thương tích từ 50% trở lên á, mà ngay tại thời điểm mà khi mà bạn bắt đầu tham gia vào bảo hiểm này á, thì nó sẽ loại trừ trách nhiệm của bạn, chứ không phải là tôi bị tật thôi đi mua bảo hiểm, đi mua bảo hiểm rồi nó sẽ trả cho mình. Không có, bạn bị tật rồi không có chuyện nó trả bảo cho bạn đâu, không trả cho bạn đâu nha. Rồi tiếp theo là phạm vi bảo hiểm nè. Trong cái hợp đồng nó ghi là VAS chi trả cho người được bảo hiểm hoặc người được thụ hưởng theo chỉ định đồng ý đối với các sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian bảo hiểm các trường hợp sau đây. Thứ nhất là đối với trường hợp là người được bảo hiểm tử vong. Các bạn lưu ý nha, tử vong nó khác với tự sát. Tử vong nó khác với tự sát nha các bạn. Ví dụ bạn tử vong vì một lý do nào đó không phải là do bạn thì ok, còn này bạn tự sát, bạn chết đi, không ai bảo hiểm cho bạn đâu. Tiếp, người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Thương tật vĩnh viễn này cũng vậy nha các bạn, không phải là tự bạn đi đổ nước sôi, nước bỏng gì lên người mình, hay tạt axit vô người mình nha. Nó là một cái sự kiện nó nằm ngoài cái ý chí của bạn, còn nếu nó nằm trong ý chí của bạn, mong muốn của bạn thì miễn, không có chuyện bảo hiểm. Tiếp, người được bảo hiểm bị mất tích. Bị mất tích là sao bạn? Là kiểu giống như là bạn đi tàu, đi xuồng xong bạn bị chìm tàu, chìm xuồng đó, bạn mất tích, chứ không phải tự nhiên bạn đi biệt tích ở cái khu nào đó xong rồi bạn đưa cho người khác, người ta tìm bà người ta đòi tiền bảo hiểm thay cho bạn nha, không có chuyện đó luôn. Rồi, đây, cái này mới quan trọng nè các bạn. Nó quy định đó là loại trừ bảo hiểm người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tự tử, tự sát nãy nói rồi. Người được bảo hiểm bị kết án tử hình tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp chống người thi hành công vụ hay vượt ngục. Đấy, thấy chưa các bạn? Nó ghi là tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Như vậy, chỉ cần bạn cái nào vi phạm pháp luật thôi là bạn là không được bảo hiểm rồi. Nó đâu quy định rõ đâu. Bạn phải lưu ý nha, cái điều khoản này nó đang là cái điều khoản chưa rõ ràng lắm, cho nên là các bạn cần phải cụ thể hóa cái điều khoản này ra bên ngoài một tí xíu, cụ thể hóa hơn để mà các bạn hiểu rõ, chứ không thôi là áp dụng cho thực tế là bạn chết đó. Rồi thứ ba là chiến tranh có tuyên bố hoặc là không có tuyên bố, các hành động thù địch hoặc mang tính chiến tranh, nội chiến, nổi loạn, bạo động, bạo loạn dân sự hay khủng bố. Cái này là cái hợp đồng nào nó cũng dễ có rồi. Bỏ qua. Các vụ nổ hoặc phóng xạ do vũ khí, trang thiết bị, lắp đặt hạt nhân, nguyên tử, hóa học hay là sinh học. Người được bảo hiểm tham gia vào các hoạt động trên không. Thí dụ bạn đi bay đúng không? Bạn đi máy bay đi. Mà bạn gạt sập ra sự cố, bạn xảy ra sự cố nào đó. Rồi thế là bạn đòi tiền bảo hiểm được hay không? Thì lúc này nó có cái vế phía sau nè các bạn. Trừ khi với tư cách là hành khách có mua vé trên một chuyến bay có giấy phép hoạt động và lịch trình thương mại, người được bảo hiểm có bất kỳ hành động tự ý sử dụng thuốc, ma túy hoặc chất gây mê, trừ khi được chỉ dẫn hoặc dùng theo đơn thuốc của bác sĩ hành nghề hợp pháp. Ok, cái này hợp lý. Người được bảo hiểm có bất kỳ hành động tự ý sử dụng hay tự hít các chất độc, khí ga hay hơi đốt. Đó, các bạn lưu ý nha, tự mình làm là tự mình chịu đó. Tiếp theo là người được bảo hiểm bị nhiễm HIV, AIDS và các bệnh liên quan đến AIDS. Đó, bạn nào mà bị AIDS sẵn rồi mà đi đóng tiền bảo hiểm là không có được hưởng đâu, tại vì điều khoản này nó quy định vậy mà. Tiếp theo là người được bảo hiểm bị mất tích bí ẩn và không giải thích được, không hoặc chưa có kết luận của tòa án có thẩm quyền về việc mất tích của người được bảo hiểm. Đó, mất tích bí ẩn nha các bạn, chứ không phải là mất tích theo ý chí của mình. Lưu ý nha. Rồi, về người thụ hưởng nè, đây cái người thụ hưởng rất là quan trọng. Người thụ hưởng là sao các bạn? Là
khi mà các bạn xảy ra những sự kiện mà được bảo hiểm nó chi trả thì những cái người sau đây họ sẽ được nhận cái tiền bảo hiểm đó. Đầu tiên là tổ chức hoặc cá nhân nhận tiền bồi thường từ VASS chi trả khi phát sinh sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm và không thuộc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm và không thuộc đối tượng bị loại trừ. Trời ơi, nó quy định một cái điều khoản mà tôi nói tôi đọc tôi cũng mệt đó các bạn. Tại vì câu chữ cứ không 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 á, rồi không loại trừ, nó đọc người thường đọc mà không để ý một chút xíu là sẽ dễ bị nhầm lắm nha. Nói chung đại khái ở chỗ ý này là ở chỗ là bạn sẽ được chi trả bảo hiểm khi mà bạn rơi vào những trường hợp mà những cái trường hợp đó nó không thuộc các trường hợp mà loại trừ trách nhiệm. Tiếp theo, người thụ hưởng thứ nhất, việc lựa chọn đồng ý tham gia bảo hiểm, người được bảo hiểm đồng ý chỉ định VB Bank FE Credit tổ chức tín dụng phát hành thẻ tín dụng cho người được bảo hiểm là người thụ hưởng thứ nhất. Đó, có nghĩa là khi phát sinh sự kiện bảo hiểm, ví dụ như bạn bị người ta bị một tai nạn do một cái người đó tông bạn, bạn chết đi, thì sự kiện bảo hiểm phát sinh ra thì lúc này cái người thụ hưởng đầu tiên là ngân hàng nha các bạn, là FE Credit đó các bạn, là cái tổ chức này nó sẽ được thụ hưởng đầu tiên chứ không phải là gia đình của bạn được thụ hưởng đầu tiên đâu. Đó, thì số tiền chi trả là bằng gì các bạn? Bằng số tiền bảo hiểm là tổng dư nợ thanh toán của thẻ của người được bảo hiểm. Đó, rồi người thụ hưởng thứ hai nè là người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp của người bảo hiểm. Đó, lúc này là mới tới gia đình của bạn nè, tới những cái người mà thuộc dòng thừa kế của bạn, thuộc hàng thừa kế của bạn mới được nhận nè các bạn. Nhưng mà để nhận á, số tiền này á đã trừ đi cái số tiền mà đã bồi thường cho người thụ hưởng thứ nhất rồi, thì số tiền còn lại thì cái người trong gia đình bạn, người thừa kế mới được nhận, chứ không phải bạn được nhận toàn diện đâu các bạn nha. Rồi, tiếp theo là số tiền bảo hiểm nè. Hạn mức tín dụng của VB Bank FE Credit phê duyệt không bao gồm phí bảo hiểm. Là sao các bạn? Bạn đi vay á, các bạn đi vay một cái khoản vay, bạn vay 20, 30 triệu á, trong khoản vay đó nó chưa bao gồm phí bảo hiểm nha. Có nghĩa là mỗi tháng bạn tham gia bảo hiểm bạn phải đóng thêm tiền. Đó, và không quá 200 triệu đồng. Đó, không quá 200 triệu đồng nha bạn. Rồi, phí bảo hiểm nè. Phí bảo hiểm là được tính theo năm nè, hạn mức bảo hiểm được FE Credit nó tính như sau. Thứ nhất là nó sẽ lấy cái hạn mức tín dụng mà bạn vay được nhân cho tỷ lệ của bảo hiểm, thì thông thường tỷ lệ nó sẽ rơi vào khoảng 4,3% một năm, tương đương với 0,36 một tháng và tương đương với 0,1% một ngày. Đó, các bạn lưu ý, có nghĩa là sao? Bạn vay 20 triệu thì dễ thôi, bạn lấy 20 triệu của bạn nhân cho 0,36 của một tháng thì bạn sẽ ra được số tiền của các bạn, thì lúc này nó vào khoảng là 71.666 đồng một tháng đó các bạn, thì nó nằm trong khoảng đó, mình không biết là tính chính xác không nha, các bạn tự tính đi. Rồi, phí bảo hiểm này nó sẽ được chuyển đổi thành cái khoản vay trong vòng 12 tháng với lãi suất 0%. Phí bảo hiểm được ghi nhận chỉ sau khi chủ thẻ đã kích hoạt hoặc thẻ và đăng ký tham gia bảo hiểm thành công. Có nghĩa là tham gia bảo hiểm nó kích hoạt thành công thì lúc này nó mới tính nha các bạn. Thời hạn bảo hiểm trong đây nó quy định là 1 năm nè các bạn đó. Có nghĩa là khi mà bạn tham gia thì kể từ đó tính đến 1 năm thì nó sẽ trong thời hạn đó là thời hạn bảo hiểm. Hết 1 năm các bạn lại tiếp tục gia hạn thêm một cái hợp đồng khác. Đó, mà nếu mà các bạn không hủy thì nó sẽ tự động gia hạn các bạn hàng năm luôn nha. Đây nó có quy định nè, tự động gia hạn hàng năm luôn. Do đó các bạn lưu ý đó. Tự nhiên mình đóng tiền xong tiền năm sau mình lại đóng nữa, là bởi vì đây nó tự động gia hạn mà, bạn phải đóng tiền bảo hiểm chứ. Rồi, hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Rồi, hồ sơ này các bạn tự nghiên cứu nha, rất là đơn giản luôn. Một số định nghĩa nè, rồi bỏ qua luôn. Rồi, hủy bảo hiểm. Đây, trường hợp này các bạn lưu ý nè. Nếu thời gian người bảo hiểm hủy cam kết bảo hiểm không quá 30 ngày kể từ ngày nhận phí bảo hiểm thì được thu lại 100% phí bảo hiểm. Có nghĩa là sao bạn? Các bạn khi mà các bạn tham gia bảo hiểm đúng không? Ngày 1 bạn tham gia, nhưng mà tự nhiên đụng cái ngày 29 bạn thay đổi ý định, bạn không muốn tham gia nữa, bạn hủy, thì lúc này nó hoàn lại cho bạn 100% phí bảo hiểm được. Nhưng mà sau cái thời điểm đó thì mình không chắc là nó vẫn còn nguyên nha các bạn. Bởi vì nó có một cái khoản phía sau nè. Nếu thời gian người được bảo hiểm hủy cam kết tham gia bảo hiểm sau 30 ngày kể từ ngày phí bảo hiểm thu được thì phí bảo hiểm sẽ không được hoàn trả lại. Có nghĩa là bạn đóng rồi là bạn không được thu lại đó các bạn. Nhớ bạn lưu ý nha. Rồi, thông tin liên hệ gì đó. Rồi, vân vân. Đó, như vậy là các bạn đã có hình dung được về bảo hiểm rồi. Vậy còn ai sau khi xem clip này xong dám khẳng định là tôi không có khả năng trả nợ thì nó sẽ trả nợ thay không? Mơ đi, làm gì có. Trong cái hợp đồng này làm gì có cái câu chuyện đó các bạn. Nó trả cho các bạn trong những cái trường hợp đó thôi. Còn bạn mà nợ các bạn gì đó ABCDF á, là bạn tự xử đó, bạn nợ mà. Theo nguyên tắc ai nợ thì người đó trả, không có chuyện trả thay đâu các bạn. Mơ à. Thôi nói vậy thôi chứ các bạn lưu ý nha, mình phải nghiên cứu cái hợp đồng bảo hiểm cho kỹ để mà mình không bị vướng mắc về sau. Thì nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích, hãy giúp Phúc like, subscribe và chia sẻ để lan tỏa những giá trị đẹp và giúp kênh ngày càng phát triển. Và đừng quên, nếu có bất kỳ thắc mắc gì hãy comment bên dưới, chúng ta sẽ cùng thảo luận. Tôi là Phúc, tôi sẽ giúp mọi người hiểu biết hơn về pháp luật.